Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 29 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, người dân Trung Quốc gần như hoảng loạn khi chứng kiến sự xuất hiện bất thường của nhiều loại siêu trăng và trăng máu trong vòng 3 ngày liên tục. Từ tối ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải đáp. Khi đêm hôm 27 tháng 7 là siêu trăng hồng, đêm kế tiếp là siêu trăng giun và tối qua là trăng sói thay nhau chiếu rọi bầu trời Trung Quốc. Theo dự báo, vào tối ngày 29 tháng 7, thì siêu trăng này sẽ kết hợp lại tạo thành một hiện tượng thiên văn hiếm gặp chính là siêu trăng máu, là điều lạ lùng nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Những người được cho là vô thần tại Trung Quốc cũng đã tin vào trí tâm linh. Trong niềm tin tín ngưỡng từ năm 1000 trước công nguyên của người Trung Quốc xưa, những hiện tượng này mang đến những điểm báo rùng rợn, đặc biệt là khi mặt trăng bị chớm màu đỏ như máu và biến mất khỏi bầu trời, là lúc đó những con quỷ tràn tới gây đại họa, dịch bệnh, đói khát, mất mùa, chiến tranh. Họ thường tổ chức những lễ vật cúng lễ và dùng chiêng trống để xua đuổi lũ quỷ. Liên quan đến điều này, một mục sư người Mỹ theo thuyết âm cho rằng đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Ông nói, Kinh Thánh có nhắc đến tầm quan trọng của hiện tượng trăng máu. Tôi không dám chắc thế giới sẽ bình yên sau khi hiện tượng này diễn ra. Và tôi tin rằng đất nước Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một số thảm họa diệt vong trong những ngày tháng sắp tới. Và siêu trăng máu là điềm báo cho những ngày cuối cùng của Trung Quốc. Cụ thể, đã có rất nhiều thảm họa lớn đã xảy ra chung với khoảng thời gian xảy ra siêu trăng máu hay là trăng máu, chẳng hạn như động đất sóng thần kinh hoàng vào năm 2011 tại Nhật Bản, sóng thần năm 2005 tại Indonesia, bão tuyết lũ lụt tại Mỹ vào năm 1992 và năm 1993. Nếu như trước đây, nhiều người háo hức chờ đợi những hiện tượng kỳ thú này, thì giờ đây không ít người cũng tỏ ra lo lắng trước những thảm họa mà sự kiện này có thể mang đến cho toàn cầu. Và người dân Trung Quốc tin rằng những sự kiện âm lịch đặc biệt này xuất hiện một cách lạ lùng, dị thường là những dấu hiệu của triều cường và đại nạn kinh hoàng lại giáng xuống đất nước của họ. Vì trong thời gian diễn ra siêu trăng thì ảnh hưởng của lực hút từ mặt trăng khiến thủy triều dâng lên cao hơn, có thể sẽ dẫn đến nhiều điều dị thường. Theo Daily Mail đưa tin, vào đêm ngày 27 tháng 7, nếu cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú với sự xuất hiện của siêu trăng hồng, thì đêm kế tiếp lại bắt đầu chuyển sang trăng giun và tới ngày hôm qua lại biến thành siêu trăng sói, khiến nhiều người ngỡ ngàng và không ngừng đưa ra những dự đoán lạnh gáy. Trong video mà người dân ghi lại được thì các siêu trăng này đạt độ tròn dường như tuyệt đối. Nhưng những hiện tượng này xuất hiện không theo quy luật nào, đặc biệt là siêu trăng hồng đi kèm với nguyệt thực nửa tối. Nhiều cư dân mạng khi nhìn vào siêu trăng hồng, họ cảm thấy có một bóng ma lờ mờ lướt ngang qua mặt trăng và làm nó tối đi chút ít. Và trong tháng 6 gọi là trăng hồng vì lúc này ở Trung Quốc là mùa của hoa dã quỳ hồng. Còn có tên gọi là trăng giun là cách người phương Tây gọi các nàng trăng tròn từ thời văn minh, bộ lạc. Thường tên gọi sẽ liên quan đến một hoạt động hay sự kiện gì đó gọi trăng giun vì lúc này nhiệt độ ấm lên, giun bắt đầu sinh sôi và chim bắt đầu tìm thức ăn. Tương tự để giải thích cho cái tên trăng sói vì là mùa đàn sói thường khấu dậy núi rừng. Theo dữ liệu từ NASA cho biết, các siêu mặt trăng này tại Trung Quốc trông tròn như trong vòng 3 ngày liên tục. Theo Daily Mail, vào thời điểm cực đại, một siêu trăng có thể lớn hơn 14% và sáng hơn đến 30% so với bình thường. Tiến sĩ Dan Rum, chuyên gia thiên văn từ Đại học Oxford của Anh cho biết, những nơi có thể thấy siêu trăng lớn nhất là những quốc gia may mắn đón giai đoạn cực đại trong buổi hoàng hôn. Vào thời điểm đó, hiện tượng ảo ảnh mặt trăng sẽ xuất hiện khi nó ở gần đường chân trời, khi đó trông rất lớn. Tuy nhiên, theo các nhà thiên văn, nếu bạn không ở vùng trăng tròn và hoàng hôn, thì cũng có thể tìm kiếm hiện tượng này khi trăng gần tròn. Ví dụ, buổi hoàng hôn trước đêm cực đại của siêu trăng, NASA giải thích trong bài đăng trên trang chủ về cái tên siêu trăng giun. Nó bắt nguồn từ một số bộ lạc da đỏ, bởi tháng 6 là thời điểm phôi giun bắt đầu xuất hiện trở lại khi mặt đất tan băng. Trăng tròn tháng 6 còn được gọi là trăng quả, trăng sóc, trăng đường bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, chủ yếu dựa vào các hiện tượng họ quan sát thấy trong thời điểm này. Siêu trăng là cụm từ dùng chỉ những lần trăng tròn mà mặt trăng chỉ nằm ở 10% gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó, khiến mặt trăng hiện to ra hơn thường lệ trên bầu trời đêm. Đó là một sự kiện ngoạn mục cho ai muốn săn một tấm ảnh nghệ thuật với mặt trăng. Bởi mặt trăng sẽ trông to rõ hơn bao giờ hết, siêu trăng không phải là cụm từ chính thức của giới khoa học mà được đặt bởi một nhà chiêm tinh mang tên là Richard Knoller vào năm 1979.
Trước sự xuất hiện của hàng loạt siêu trăng, nhiều câu hỏi được đặt ra là siêu trăng này sẽ gây hại cho trái đất như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, khi mặt trăng gần nhất với trái đất, lực hút của mặt trăng sẽ là cao nhất. Vậy sự biến thiên này có gây ra điều gì đặc biệt trên trái đất hay không? Siêu trăng làm tăng lực hút của mặt trăng lên trên đất, khiến thủy triều dâng cao hơn bình thường, nhưng sự thay đổi là không đáng kể đối với cơ thể người. Theo tính toán sơ bộ, thì lực hút vào đêm siêu trăng tăng 23% so với ngày mặt trăng xa trái đất nhất. Tuy nhiên, so với tổng khối lượng mặt trăng thì sự thay đổi này ít hơn 2/10.000. Do đó là không đáng kể. Nếu tính trên một cơ thể 80kg của con người thì nó giống như tăng hoặc giảm thêm 73mg trọng lượng vậy. Nói cách khác, ảnh hưởng đối với con người của sự thay đổi khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất trong ngày siêu trăng là rất nhỏ và không đáng kể. Siêu trăng là một hiện tượng tự nhiên thú vị và quan trọng trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự liên kết nào giữa siêu trăng với các hiện tượng siêu nhiên như đồn đoán đối với giới thiên văn học và những người yêu mặt trăng. Đây quả là một chuỗi sự kiện đáng được săn đón, dịch bệnh, đói khát, mất mùa có liên quan tới hiện tượng trăng máu. Trong quan niệm của người xưa, hiện tượng mặt trăng máu hay còn gọi là nguyệt thực đỏ thường gắn liền với những tai ương khủng khiếp, dịch bệnh, biến cố lớn, ma quỷ xuất hiện hay thậm chí là dấu hiệu của ngày tận thế. Theo một số tài liệu từ Trung Quốc cổ đại đã chứng kiến, hiện mặt trăng máu đã xuất hiện từ 1.000 năm trước công nguyên. Khi đó, người dân Trung Quốc cho rằng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên là lúc ác quỷ xuất hiện tràn lan trên trái đất và gây đại họa khi dịch bệnh, mất mùa, đói khát, thậm chí là ác quỷ hoành hành ở trái đất. Chính vì vậy, họ đã tổ chức những buổi cúng lễ để cầu bình an cũng như xua đuổi ác quỷ bằng những tiếng động lớn để yêu ma không quấy nhiễu cuộc sống của dân chúng. Còn đối với người Ấn Độ, hiện tượng mặt trăng máu được cho là báo hiệu của ngày tận thế và có thể xảy ra một cuộc chiến tranh không báo trước. Thậm chí một số người còn tránh xa khỏi nhà vào thời điểm xảy ra hiện tượng mặt trăng máu vì lo sợ sẽ gặp phải những điều kinh khủng. Tại Nhật Bản, người dân rất sợ mỗi khi xảy ra hiện tượng trăng máu. Theo đó, họ rất sợ ánh sáng của mặt trăng máu có thể khiến con người bị nhiễm độc khi đi ra ngoài. Vào thời điểm đặc biệt trên, một số người còn cho rằng hiện tượng thiên nhiên đặc biệt trên là điềm báo sắp sửa xảy ra một trận động đất lớn. Điều kỳ lạ là một số lần xảy ra hiện tượng trăng máu trùng khớp với thời điểm xảy ra những thảm họa khủng khiếp, khiến nhiều người tin vào những lời đồn đại trên là có thật. Tuy nhiên, với khoa học hiện nay đã giải thích chi tiết về hiện tượng mặt trăng máu không hề có liên quan đến những tai ương dịch bệnh mà con người từng gặp phải. Lũ càn quét liên tục ở Trung Quốc ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân có thể sẽ kéo dài đến hết mùa hè. Mới đây, một cán bộ thủy lợi Trung Quốc đã tiết lộ đập Tam Hiệp đã thực hiện đợt xả lũ có lệnh tuyệt mật cho nhân viên. Hy vọng phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến con đập Tam Hiệp vì tình hình hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn khiến hạ lưu vẫn gặp lũ lụt. Tuy nhiên, thông tin của đập Tam Hiệp đã bất ngờ dừng lại vào tối ngày 28 tháng 7. Và chỉ trở lại bình thường vào sáng ngày hôm nay 29 tháng 7. Một nhân viên kiểm soát lũ Tiền Tiến đã chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông bên ngoài rằng đập Tam Hiệp đã thực hiện một siêu xả lũ. Theo CNTV, cũng công bố hình ảnh cho thấy đập bắt đầu xả lũ vào cuối tháng trước. Nhưng kênh chính thức của Trung Quốc cho đến ngày hôm nay mới đăng tin, hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước lần đầu trong năm 2027 là vào cuối tháng vừa qua với lưu lượng 35.000 m3 trên giây, làm giảm bớt 30% lượng nước đổ về đập Tam Hiệp. Theo báo cáo từ cấp cao, một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của Trung Quốc gần đây đã cho biết tình hình lũ lụt sông Dương Tử là hết sức khẩn cấp. Nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ đã đưa ra một lệnh tuyệt mật, được ghi nhận rằng không được đưa ra bất cứ thông tin gì về lũ lụt, tất cả các đồng chí đều phải được biết yêu cầu này. Sau này, trong việc phòng chống lũ lụt, nếu phát sinh việc xử lý các tình huống nguy hiểm và phân tích tình trạng mưa lũ trong công tác kiểm soát lũ phải được xem xét và phê duyệt bởi Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và không được tự tiện công bố thông tin ra bên ngoài mà không được sự cho phép. Theo đài Epoch Times cho biết, ông Kim tiết lộ rằng đập Tam Hiệp thật sự đã trải qua một đợt xả lũ và các quan chức coi như đã hy sinh tính toàn lực để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Tôi dự đoán rằng chính phủ sẽ không ngần ngại làm ngập một số thành phố và khu vực nông thôn để bảo vệ các con đập ở Vũ Hán. Cùng các dự án điểm hoặc chủ chốt của thành phố lớn đối với việc vì sao lại đột ngột đình chỉ việc thông báo các thông tin về mực nước vào hôm qua. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc xả lũ trong 2 ngày vừa qua. Bởi vì chính quyền đã đưa ra dự đoán rằng một trận lụt lớn sẽ tới Vũ Hán trong những ngày giữa tháng này. Theo thông báo của cơ quan tỉnh Giang Tô, tình hình lũ sông Dương Tử hiện tại rất nghiêm trọng. Lưu lượng của sông Dương Tử vượt qua 80.000 m3 trên giây, kế hoạch thăm thực địa của nhân viên trong dự án đã phải lùi lại.
xác thực đã lùi lại việc chuẩn bị công tác. Sở Tài nguyên nước sẽ rời lại ngày kiểm tra của tổ công tác tại hiện trường. Ông Kim lo lắng nói rằng vì trận lũ lụt nghiêm trọng của tập đoàn Tam Hiệp, các quan chức đã che giấu sự thật. Ông hy vọng rằng các phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến tình hình lũ lụt của đập Tam Hiệp. Bạn có thể nói rằng lũ lụt trong năm nay xảy ra trên sông Dương Tử là do nhân tạo. Chuyên gia thủy lợi họ Vương đã từng chỉ ra tất cả những thứ như mực nước, lưu lượng hết thảy về đập chứa Tam Hiệp đều do bên trong hệ thống điều hành. Như việc nước đập Tam Hiệp chảy vào Hồ Bà Dương đều là do nhân viên Tam Hiệp điều hành. Ông cho rằng lũ lụt nằm dưới sự kiểm soát nhân tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không chỉ đơn thuần là do thiên tai. Tiến sĩ Hoàng Quang Hàm cho rằng những ai khởi xướng xây dựng đập Tam Hiệp cần phải bị lên án bởi chính là những người gieo rắc thảm họa của ngày hôm nay. 28 tỉnh và thành phố của Trung Quốc gần đây liên tục hứng chịu mưa lớn trong thời gian qua. Lũ lụt lan rộng, toàn lực xả lũ làm nghiêm trọng thêm thảm cảnh lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Mới đây, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng một bài báo nói rằng đập Tam Hiệp đã làm hết sức trong trận lũ lụt này. Nó cũng đã hoàn toàn bất lực, vậy nên không thể đưa ra phán quyết tử hình cho đập Tam Hiệp. Tiến sĩ Hà Quang Hàm, con trai của ông Hà Vạn Lý, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc bày tỏ năm xưa khi khởi công xây dựng, nhóm người của cha ông đã biết trước sẽ có thảm họa như ngày hôm nay. Truyền thông Trung Quốc xin lỗi vì đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Trang Xinhua Net Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở khu vực đập Tam Hiệp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin vui lòng ngừng lên án nó. Mạng xã hội Trung Quốc cũng có bài xin lỗi là đập Tam Hiệp làm hết sức. Nội dung bài cơ bản giống nhau. Điều này chỉ ra rằng tình cảnh đập Tam Hiệp lần này khó khăn, bất lực. Có tới 152 con sông ở 8 tỉnh trong cảnh lũ lụt, trên mức báo động. Người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy